Thầy Châu, chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu, tôi xin phép được thực hiện cái phân công của hội, tức là cái hoàn thành nốt cái bức mảnh ghép cuối cùng trong cái bức tranh bệnh phổi mô kẽ mà chúng ta đang nói chuyện đến sáng hôm nay, và vấn đề chỉ định ghép phổi cho bệnh phổi mô kẽ giai đoạn cuối. Ca ghép phổi đầu tiên thế giới được thực hiện năm 1963 ở bệnh viện Mitsubishi, và sau đó khoảng 20 năm sau nó trải qua những bước phát triển thăng trầm rất là ít, rất là chậm. Nhưng mà từ khoảng 20 năm nay nó đã tăng đều đặn nhờ sự ra đời của một loạt các cái thuốc chống thải ghép cũng như các phương tiện hồi sức sau ghép. Hiện tại thì chúng ta đã trên thế giới làm khoảng trên 4.000 ca ghép phổi một năm. Chúng ta có các kỹ thuật ghép phổi nào? Chúng ta ghép hai phổi một lúc là kỹ thuật chính bây giờ. Ngoài ra có thể ghép một phổi, ghép một thùy phổi hoặc ghép khối tim phổi là cái phẫu thuật rất ít làm bây giờ. Và phổi hiến thì hầu hết là người cho chết não, cho toàn bộ phổi, và đôi khi cả người cho sống, tức là họ hàng thân thích gia đình có thể cho phổi. Đây là cái sơ đồ phân bố ghép phổi trên thế giới theo thời gian và khu vực. Cái thấy là cái phần màu đỏ này là cái phần các nước khác, ở trong đó có châu Á chúng ta cũng bắt đầu có sự tăng lên trong những năm vừa rồi. Còn phần lại màu vàng và màu xanh là của châu Âu và của Bắc Mỹ. Đây là cái phân bố ghép phổi của người lớn theo thời gian và kỹ thuật ghép, thì thấy cái phần tím ý, là cái phần ghép hai phổi, là cái phương tiện chính, cái phương pháp chính người ta sử dụng bây giờ. Còn cái màu xanh là cái ghép một phổi thì nó ổn định từ nhiều năm nay và không số lượng không tăng lên, tức là các trung tâm trên thế giới không tăng cái này mà chủ yếu tăng cái ghép hai phổi. Đây là các cái bệnh ghép phổi, chúng ta có khoảng trên 80 bệnh đã được điều trị bằng phẫu thuật ghép phổi trên thế giới theo cái thống kê của Hiệp hội ghép tim phổi thế giới. Thì thấy rằng người ta chia làm bốn nhóm bệnh. Nhóm nhất là nhóm bệnh phổi tắc nghẽn, có rất nhiều. Thì cái chữ màu đỏ trên này là những ca trong 5 ca ghép ở bệnh viện Đức thực hiện, thì đây là những ca có bệnh đó là đi đó. Trong đó cũng nhóm nhất là bệnh phổi tắc nghẽn có 1 ca, nhóm thứ hai là bệnh mạch máu phổi có 1 ca, hội chứng Hirschsprung-Munger. Nhóm thứ ba là nhóm sơ nang phổi, rối loạn suy giảm miễn dịch. Và nhóm thứ tư là bệnh phổi hạn chế. Chính cái bệnh lý chúng ta đã nói chiều về bệnh phổi mô kẽ từ sáng đến giờ, bệnh phổi kẽ là phần lớn các bệnh lý nằm trong cái bệnh phổi hạn chế này. Trong đó có những cái phần chúng tôi ghi màu xanh ấy là những cái bệnh điển hình mà các thầy nghe từ sáng trong các phần trình bày ở các cái báo cáo viên trước. À, cái phần chữ đỏ là phần đã thực hiện ghép tạng ở Việt Đức. Thế thì chúng ta thấy là có một cái bệnh lý IPF, một cái trường hợp ghép thứ 5 gần đây nhất ấy, là chúng ta đã ghép trong một trường hợp phổi mô kẽ. Cái nhóm bệnh này, nhóm 4 là nhóm liên quan nhiều đến bệnh phổi kẽ của chúng ta. Đấy, cái nhóm có khoanh tròn đấy là nhóm bệnh chúng ta vừa làm ca thứ 5 cuối cùng. Trên hình ảnh các bạn thấy là 5 cái nhóm bệnh đầu tiên nó gây ra các cái bệnh lý phải ghép phổi rất nhiều. Trong đó thì có đến 2 cái nhóm trong đó là thuộc bệnh phổi kẽ. Đó là bệnh phổi kẽ, phổi phổ căn, và bệnh thứ hai là cái bệnh cái mũi tên thứ 4 đấy ạ. Vâng, đấy là interstitial lung disease, cái bệnh phổi kẽ đấy. Vâng. Thì hai cái đấy nó chiếm trên 30% tỷ lệ gặp rất nhiều trong bệnh ghép phổi. Ở đây sơ đồ này chúng ta cũng thấy là cái mũi tên vàng này cũng chỉ ra thấy rằng là 2/5 các bệnh ghép phổi nhiều nhất là liên quan đến bệnh phổi kẽ. Trong đó có cái trong đó đứng như vậy là bệnh phổi kẽ là cái bệnh lý chỉ đứng hàng thứ 2 sau bệnh COPD thôi trong vấn đề chỉ định ghép phổi. Đây cũng tương tự như vậy, các chỉ số các bạn thấy rằng ghép phổi người lớn theo bệnh căn, theo năm số ca thì cũng nhiều nhất là hai cái bệnh lý liên quan đến bệnh phổi kẽ, theo mũi tên chúng ta chỉ ở trên ạ. Vâng. Thế và cái tỷ lệ sống thì chúng ta cũng một cái thông tin cũng không vui lắm là, thông tin này thì liên quan đến kỹ thuật mổ thôi, tỷ lệ sống thì ghép hai phổi thì sống được lâu hơn là ghép một phổi. Chính vì vậy người ta phát triển kỹ thuật ghép hai phổi nhiều hơn. Đây là so sánh 5 cái bệnh chính ghép phổi gần đến ghép phổi, thì một cái tin hơi buồn, tức là cái nhóm phổi kẽ của chúng ta là tỷ lệ sống thấp nhất sau theo thời gian, tức là cái tiên lượng sống sau ghép thì rất là nó là yếu nhất. Chúng ta thấy có hai cái mũi tên vàng đánh dấu vào cái AIP và cái ILLD, đấy là hai cái nhóm bệnh mà chúng ta liên quan phổi kẽ chúng ta thì tỷ lệ sống là thấp nhất sau ghép. Các nguyên nhân gây tử vong sau ghép phổi thì chủ yếu là liên quan tới các vấn đề tắc nghẽn đường hô hấp, mà trong đó là cái và nhiễm trùng. Trong đó cái tắc nghẽn đường hô hấp thì xảy ra khá nhiều ở các bệnh lý mà bệnh phổi kẽ được ghép phổi. Về chỉ định ghép phổi chung ấy, thì theo cái Hiệp hội ghép tim phổi thế giới chúng ta có một loạt các cái chỉ định đây. Thí dụ như là mắc một trong 4 bệnh phổi nhóm nêu trên, bệnh phổi giai đoạn cuối, suy hô hấp ngay cả trong hoạt động thường ngày, tức là gọi phụ thuộc oxy đấy, và đã được điều trị tối ưu bằng nội khoa rồi nhưng không đáp ứng, nguy cơ tử vong do bệnh không ghép phổi trên 50% trong vòng 2 năm là phải ghép phổi rồi. Khả năng sống sót ít nhất là 90 ngày sau ghép, cái này là phụ thuộc vào kinh nghiệm của từng trung tâm. Khi chúng tôi chẳng hạn làm nhiều, chúng tôi sẽ có kinh nghiệm tiên lượng để cái này dựa vào các cái chỉ số khoa học và dựa vào kinh nghiệm nữa. Trên 80% đạt được sống được 3 tháng sau ghép. Không có cái bệnh lý đồng mắc làm nguy cơ chết trong vòng 5 năm sau ghép, và đặc biệt ở Việt Nam có thêm vấn đề là các bệnh lý tâm lý xã hội và trợ giúp đầy đủ. Vì nếu chúng ta không có trợ giúp thì cái chăm sóc sau ghép không thực hiện được và bệnh nhân sẽ tử vong nhanh.
Để các chống chỉ định tuyệt đối các bạn có thể xem ở trên này, các bạn có thể nhờ bên hội tra cứu để chuyển ra để lấy nhanh. Vì những thông tin thời gian ít tôi không trình bày kỹ về cái này, nhưng chúng ta có khoảng hơn chục cái chống chỉ định tuyệt đối, và nếu chỉ có một trong những cái thương tổn này thôi thì chúng ta sẽ không được chỉ định ghép phổi. Ví dụ như nhiễm trùng ngoài phổi nặng, hoặc là nhiễm lao, hoặc là đang hút thuốc lá, hoặc là béo bị ốm nặng vân vân. Đấy là nghiện rượu, là những cái vấn đề mà không có chỉ định. Còn các cái chống chỉ định tương đối thì chúng ta có một loạt các cái nhóm, ví dụ như tuổi cao rồi, béo bệu vừa phải này, vân vân, là nhiễm các cái virus chẳng hạn, đấy là những cái phẫu thuật tương đối. Mà nếu có trên một cái chống chỉ định, từ hai chỉ định chống tương đối trở lên thì hết sức cân nhắc trong để đưa ra cái quyết định. Một thì có thể được, nhưng hai thì không nên. Và cái các nghiên cứu thế giới đã chỉ ra các cái đặc điểm chỉ định ghép phổi theo nhóm bệnh, trong đó bệnh phổi tắc nghẽn, bệnh mạch máu phổi. Thế rồi đây là mỗi một cái nhóm bệnh nó có cái đặc điểm chỉ định ghép phổi riêng, nó đi sâu vào hơn. Thế và cái nhóm cuối cùng của chúng ta là bệnh phổi hạn chế, là cái nhóm liên quan đến bệnh phổi kẽ, thì chúng ta nó là chỉ định khá sớm. Các bạn thấy là các cái chỉ tiêu thông số về mặt khoa học nó không nhiều, mà như các phần trình bày sáng nay của các tác giả khác, nó thấy rằng là chủ yếu là thấy tình trạng tiến triển rất nhanh và nặng lên, phổi tụ oxy thì chúng ta phải chỉ định ghép sớm rồi, chứ đừng có chờ giống như các cái thương tổn phổi khác, vì cái này không chờ được. Cái đặc điểm trong bệnh phổi kẽ thì chúng ta thấy rằng là nó chiếm tới khoảng 25-30% các cái chỉ định ghép phổi nói chung, đứng hàng thứ hai sau COPD. Trong đó đến 80% là các cái bệnh phổi sơ phổi nguyên phát hay sơ phổi vô căn chúng ta nói sáng nay đấy ạ. Và nó trong cái chỉ định danh sách ghép phổi thì bao giờ cũng được ưu tiên trong vấn đề danh sách ghép phổi, do cái bệnh tiến triển rất nhanh dẫn đến tử vong giống như chúng ta đã nghe sáng nay. Để ra chỉ định cái ghép phổi thì có cái bảng điểm phân bố phổi, nó là last lung allocation score, đóng vai trò rất là quan trọng cho vấn đề là quyết định cái ghép phổi của theo cái lời khuyến cáo của Hiệp hội ghép tim phổi quốc tế. Đó là điểm last chúng ta có thể tra cứu vào cái đánh cái tên Hiệp hội ghép tim phổi quốc tế ra, nó sẽ cho cái này bảng này miễn phí, chúng ta sẽ cài số liệu vào nó sẽ ra kết quả chúng ta cái bảng điểm last này. Thế nếu mà từ nghiên cứu thấy rằng nếu mà last trên 30, nó 100 điểm, trên 30 điểm là có chỉ định ghép phổi, lúc đó cái việc ghép phổi là có ý nghĩa, có hiệu quả hơn người bệnh nếu không ghép. Khi last trên 50 điểm thì bắt buộc phải ghép phổi, không có bệnh nhân sẽ chuyển sang giai đoạn rất nặng và tử vong sớm, chỉ định bắt buộc ghép phổi rất hiệu quả. Tuy nhiên là đừng để muộn quá, khi mà điểm last trên 60 điểm thì cái tử vong sau mổ lại tăng cao, do bệnh nó quá nặng rồi và cái nguy cơ rủi ro rất là lớn, thành ra chúng ta dựa vào điểm last để cho nó hợp lý. Thế và trong bệnh sơ phổi nguyên phát chẳng hạn, thế đây có một số cái thông tin thêm, đấy cũng là giống như là đặc biệt trong người ta sẽ đi vào nghiên cứu sâu hơn, tức là cái đặc chỉ định ghép trong từng nhóm bệnh lớn một. Thì trong sơ phổi vô căn thì chúng ta thấy rằng là có một lô đây là các cái thông tin DLCO rồi FVC vân chẳng hạn, đấy những thông tin này là thông tin quan trọng để quyết định trong vấn đề chỉ định mổ ghép phổi cho bệnh nhân bị sơ phổi vô căn, sơ phổi nguyên phát. Tôi không đi sâu vào nữa. Và chúng ta biết là ghép tạng thì bao giờ có hai vế của vấn đề, có người nhận và có người hiến. Thì bên cạnh cái việc là chúng ta có người chuẩn bị người để ghép phổi vô căn thì chúng ta cũng phải có tiêu chuẩn có người hiến. Thì người hiến phải đảm bảo một loạt các cái tiêu chuẩn theo quy định. Đấy, có số 18 tôi đánh vòng là vì ở 18 là ở Việt Nam thôi. Chúng ta luật cho các nước ngoài thì người ta lấy được phép lấy dưới 18. Một loạt các cái tiêu chí, trong đó tóm lại là cái phổi phải hết sức tốt, không được nhiễm khuẩn và được đánh giá kỹ trước khi lấy thì chúng ta mới được phép lấy cái phổi để ghép cho bệnh nhân. Tiêu chí chứ không phải chỉ có tiêu chí người nhận không. Chính vì vậy nên rất nhiều trường hợp có cho phổi với Đức tôi từ chối không lấy vì nó không đạt các cái tiêu chí này nên không thể lấy phổi được. Về ghép phổi Việt Nam thì chúng ta đi sau ghép cái tim gan thận, chủ yếu là vì tỷ lệ sống sau ghép phổi nó thấp hơn các cái ghép khác, thành ra là cái rất khó giải thích cho người bệnh trong vấn đề chỉ định ghép. Cho đến tới nay sau 5 năm phát triển thì vẫn ở giai đoạn nghiên cứu ở Đức thì 103, 108 ở Huế và bệnh viện phổi rồi Chợ Rẫy, một loạt các bệnh viện đang giai đoạn nghiên cứu. Có một số thành tựu ban đầu như làm sao mà biến nó thành cái ghép thường quy như ghép tim được, đó là cái mục tiêu chúng tôi đặt ra trong thời gian này. Đây là ca ghép phổi đầu tiên, bên trái là của bệnh viện ở Học viện Quân y cùng với ekip bên Nhật Bản sang tốt cho cháu bé bị bệnh phổi phế quản bệnh cystic fibrosis và bây giờ cháu vẫn còn sống sau 3 năm. Ca thứ hai là thành công về mặt kỹ thuật ở 108. Thế ở với Đức cho đến nay chúng tôi đã ghép được 5 ca, trong đó bệnh ca gần đây nhất là bệnh phổi mô kẽ đã sống được ngoài 6 tháng. Ở những trường hợp khác có 4 trường hợp còn sống và 1 trường hợp thì tử vong. Cái ca tí sẽ nói là tử vong sau ghép gần 1 tháng vì nó suy kiệt nặng trước ghép, chứ còn cái hiện tượng cái phổi thì tốt, nhưng mà tí sẽ trình bày cái phần kỹ hơn. Về các quy trình ghép phổi thì đây là nói chung là phải có bao giờ có người cho và người nhận, recipient là người nhận và donor là người cho, phải có sự phù hợp với nhau, sau đó chuẩn bị các cái quy trình để tiến hành ghép phổi. Đây là cái hình ảnh của cái CT ngực cắt lớp đa dãy mà cái hình phổi rất là xấu, các bạn thấy là tổ ong rồi cái hang nang đầy trong hai bên phổi cho một trong những ca ghép phổi của chúng tôi. Đây là hình ảnh phổi rất đẹp của người hiến tạng, CT ngực rất là đẹp. Quy trình ghép thì nói chung là
Chúng tôi thực hiện theo cái quy trình tức là rất là chắc chắn, tức là có một số các trung tâm có thể ghép 500-700 ca, 1000 ca, người ta có thể cắt bớt một số quy trình trong này. Tuy nhiên chúng tôi sử dụng các cái quy trình rất là cơ bản để làm sao tốt. Đây là một số hình ảnh minh họa, chúng ta lấy tim phổi rồi bảo vệ tạng, xong lấy đổ đá để bảo vệ, xong lấy tim, cắt phổi, cắt tim, đã đưa ra ngoài, xong đó thì rửa phổi ở ngoài rồi cắt giảm thể tích phổi cho nó vừa với người nhận, sau đó tiến hành ghép phổi. Đây là cái phổi bên tay phải chúng ta, là cái phổi sau khi ghép xong. Đây là cái vết mổ thì để mở trong vòng 3 ngày, sau đó mới đóng thì hai. Đây là tiến hành sau 3 ngày đóng lại vết mổ và mở khí quản cho bệnh nhân để tiện chăm sóc cho người bệnh. Quá trình chăm sóc hồi sức cũng rất phức tạp, đặc biệt phức tạp hơn ghép tim rất nhiều và theo những quy trình nhất định. Cái này vô cùng phức tạp, đòi hỏi có nhiều các bác sĩ hồi sức chuyên khoa rất chuyên nghiệp, cũng như là các bác sĩ hô hấp hết sức là phải can thiệp hô hấp hết sức tốt để có thể giúp chúng tôi trong vấn đề mà chăm sóc bệnh nhân sau khi ghép phổi, rất rất phức tạp hơn ghép tim. Về sau khi ra viện xong thì vẫn phải tiếp tục chăm sóc đường hô hấp, vẫn phải soi xét nghiệm vi sinh và điều trị theo định kỳ, rồi xử trí các biến chứng. Ngày mai sẽ có một phiên về can thiệp hô hấp, có rất nhiều biến chứng đường hô hấp, hẹp đường hô hấp sau ghép phổi, đòi hỏi chúng ta phải tiến hành các cái can thiệp đường hô hấp để cắt, để mở rộng, để nong, đặt stent vân vân. Thế thì cái đấy là cái chúng ta phải biết khi mà phát triển ghép phổi, phải phát triển cái lĩnh vực đó. Rồi vật lý trị liệu cực kỳ quan trọng trong sau ghép phổi, tối ưu chế miễn dịch và điều trị đa chuyên khoa, đấy là những cái lĩnh vực quan trọng. Đây là CT scan ngực của bệnh nhân trước và sau ghép phổi cùng bệnh nhân đó ghép cái phổi mới và rất là đẹp. Đây là chăm sóc bằng nội soi hô hấp sau ghép phổi, nó thấy rằng là rất nhiều công điệu hàng ngày, tập lý liệu pháp cho bệnh nhân. Đây là chúng ta thấy các cái stent đặt cho bệnh nhân trong sóc bệnh nhân bên tay trái, cái hình này. Đây là cái stent lưới tĩnh mạch tự nở và không co lại để đặt cho bệnh nhân. Ở đây là bên này stent silicone, có khi bệnh nhân phải đặt stent silicone thì có thể tháo ra dễ dàng, nhưng stent lưới là stent rất khó tháo, dành cho những cái vị trí mà không thể tháo được nữa thì chúng ta đặt cái stent lưới vào đấy. Thế thì cái này là những cái can thiệp. Và chúng tôi muốn nhắc một chút về chúng ta đang có cái dịch SARS-CoV-19 gọi là COVID-19 ấy. Thì nhân đây thầy Châu cũng có gửi ở chúng tôi mổ một ca, hình ảnh một ca di chứng phổi sau bệnh H1N1 rất là nặng, bệnh nhân vô cùng nặng ở bạch mai. Tuy nhiên là các thầy ở dưới đó bảo bây giờ cũng cố gắng tìm cơ may một phần đoạn thì hy vọng thôi, tại vì là suy kiệt, nhiễm trùng, hôn mê, tóm lại là bacillus thở máy ECMO mấy cả tháng rồi ở bạch mai rồi. Sau chuyển lên chúng tôi thì hội chẩn cùng chỗ thầy Châu và quyết định là ghép phổi, mặc dù là cơ thể nó đang nhiễm rất nhiều vi khuẩn nhưng mà không có cách nào khác để bệnh nhân sẽ tử vong, và bệnh nhân này hoàn cảnh rất đặc biệt. Sau đó thì ghép, nhưng mà đấy tôi nói lúc đấy sau 3 tuần thì bệnh nhân về cái phổi thì rất là tốt, miệng nối có thứ ngon lành, nhưng mà cái toàn trạng nhiễm trùng thì không kiểm soát được, cấy máu lúc nào cũng 3-4 con, thành ra cuối cùng chúng tôi đành phải dừng điều trị vì tốn kém quá mà không có hiệu quả đối với trường hợp đó. Chứ còn bệnh nhân thì, và đây là cái phim phổi các bạn minh họa, các bạn thấy là cái CT phổi của ghép của cái bệnh nhân lúc nãy chúng ta xem là bên này, còn đây là CT phổi của cái bệnh nhân H1N1, thấy rằng nó kinh khủng như thế nào. Bệnh nhân này chúng ta đã phải ghép phổi rồi, còn bệnh nhân này chúng ta không có phổi nữa luôn. Thành ra là rất là nặng. Đây là X quang của bệnh nhân trước ghép. Và đây là cái phổi khi cắt ra, ghép ra thì nó như là hai cục gạch đá đông tiết ở bên trong cái này thì không thể nào mà tồn tại được. Cái đấy là khi mà thầy Châu có mời tôi vào trong cái tiểu ban mà hội chẩn cho bệnh nhân COVID-19 ở Sài Gòn ấy. Tôi có kinh nghiệm tôi nói được dựa trên ca này. Thực sự chúng ta làm không thành công về mặt thành công về kỹ thuật, nhưng không bệnh nhân không sống được, nhưng tôi học hỏi rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề xử trí cái phổi của bệnh SARS-CoV virus gây ra nó như thế này này. Đấy. Kinh khủng cái này. Và đây là cái hình ảnh vi thể của nó thôi ạ. Vâng. Và hiện tại tôi đang làm một cái đề tài cấp bộ về cái ghép phổi ở trong gần đây. Để kết luận phần trình bày của tôi thì tôi xin nói là có một số cái ý này thôi. Thứ nhất là cái bệnh phổi kẽ tỷ lệ rất cao trong cái vấn đề, trong các cái nhóm bệnh ghép phổi. Có một số bạn nói với tôi rằng nếu mà tỷ lệ sống nó không tốt lắm như vậy thì ghép làm gì. Nhưng chúng ta cũng chả có lựa chọn nào khác cả. Nếu mà giai đoạn cuối chúng ta không ghép thì bệnh nhân cũng chết trong rất ngắn. Thành ra chúng ta đó có là lựa chọn. Và nên chỉ định ghép sớm với cái điểm last trên 30 trên 100 là ghép, nhưng đừng để muộn quá, đến 60 trở lên thì tử vong rất là cao do nó nặng quá. Đó. Và cái chăm sóc sau mổ phức tạp hơn rất nhiều các loại ghép phổi khác, đặc biệt chúng ta phải lưu ý để có phát triển để can thiệp hô hấp và có cái hồi sức của tim mạch lồng ngực hỗ trợ thì chúng ta mới có thể chăm sóc bệnh nhân được. Và chúng tôi rất cần cái sự ủng hộ nhiệt thành các nhà nội khoa hô hấp giống như chúng ta nghe cái phần trình bày sáng nay để làm sao mà tăng được số bệnh nhân ghép phổi, bệnh phổi kẽ có chỉ định ghép phổi. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Cảm ơn Phó Sư Tiến Hữu Ước đã trình bày.